Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Giờ hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì trong thời gian vừa qua mình đã nhận được rất là nhiều cái câu hỏi cũng như là sự liên lạc của các anh em trên mọi miền Tổ quốc nha. Hỏi về việc unlock con Mavic Pro, con Phantom 4, con Phantom 3S này kia rồi hết anh em. Rất là nhiều anh em hỏi mình ha, có nào để mở khóa để unlock cái pin của nó không, để thay cell, để độ pin như thế nào đó ha. Thì mình nhận được rất là nhiều cái câu hỏi từ anh em. Thì hôm nay mình mang cái video này đến cho anh em với một cái thông tin mà mình muốn thông báo với anh em là đã có thể unlock được pin của Mavic Pro, Phantom 4, Phantom 3S, những cái loại pin mà sử dụng cái con chip BQ30Z55 hết anh em. Trong đó thì nó có luôn cả tính luôn những cái dòng mà Ronin á, gimbal Ronin của DJI luôn ha, như Ronin M, Ronin MX vân vân ha. Thì đây là một cái viên pin Mavic Pro mình đang kết nối nha anh em. Thì trong video này mình cũng làm việc từ xa ha, mình làm việc từ xa với một cái người anh em đang đang kết nối với cái pin Mavic Pro ha. Thì đầu tiên mình sẽ read info cho anh em xem cái trạng thái pin hiện tại của nó này ha. Đó, pin đang bị khóa ha anh em, pin đang bị khóa ha. Đó, thì mình đang read cái thông tin hiện tại của viên pin ha cho anh em xem. Đó, chip ECU nè, đó, Z3 ha anh em. Viên pin này đang bị khóa ha. Và đây là phần carrier nè, anh em coi nè. Đó, PF ha, Eject và Destruct nha. Cả ba cờ này đang là màu đỏ nha anh em. Đang màu đỏ chứng tỏ pin đang khóa nha. Sau đó mình tiến hành bấm vào Unseal. Đó, mình vừa bấm Unseal xong anh em coi nè. Đó, Unseal Fast Successful ha anh em. Z1 nha. Chúng ta đang ở chế độ Full Access nha. Đang ở chế độ của nhà sản xuất nha anh em. Đó, với một cú Unseal khá là đơn giản anh em. Rồi chúng ta, anh em coi nè. Cho anh em coi nè. Đó, lúc này ha, cờ Z1 đã thành màu xanh ha, và chỉ còn lại cờ Z0, tức là chúng ta đang ở chế độ của nhà sản xuất ha. Chúng ta đã unseal thành công được cái viên pin này ha anh em. Unseal là tức là mở khóa cái con chip rồi đó anh em, chứ chưa có xóa lỗi nha, mới mở khóa con chip thôi ha. Mình sẽ bấm thử vào cái phần full access này coi coi nó có gì khác biệt không ha anh em. Đó, thì này mình bấm thử vậy thôi chứ thực ra mình thấy hình như là nó cũng chẳng có gì khác biệt hết. Thì vốn dĩ nó đang ở Z1 thì nó đang ở chế độ full access này, đang ở chế độ nhà sản xuất rồi ha. Đó, không có gì khác biệt hết ha anh em. Rồi ok, mình thấy không có gì khác biệt hết ha. Tiếp theo là mình sẽ clear BF ha anh em. Mình sẽ sử dụng lệnh clear BF ha. Đó. Clear BF ha. Rồi ok, mình sẽ chuyển lại tab bit character và xem trạng thái nè. Anh em coi nè. Đó, đơn giản easy game ha anh em. BF, Extract và Destruct, thậm chí cả TCA và TDA cũng đã chuyển sang màu xanh ha anh em. Lúc này pin của chúng ta đã được mở khóa rồi nha. Đã được mở khóa thành công rồi nha anh em. Đó, pin của chúng ta đã được mở khóa thành công rồi đó. Đơn giản không? Rất là đơn giản, là lụm tiền rồi ha anh em. Tiếp theo là sẽ thử tính năng IT Enable ha anh em. IT Enable, rồi ok, xem coi nó có gì không. Đó, thì đây là những cái cờ mà liên quan tới cái gọi là gì ta, operation status, tức là những cái hoạt động của pin ha, cân bằng điện áp rồi sạc xả gì đó, mình cũng không có rõ lắm ha. Tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào black box reset ha. Black box tức là cái hộp đen chứa những cái thông tin về lỗi của pin ha. Chúng ta cũng sẽ reset nó luôn để nó xóa đi những cái lỗi mà nó đã ghi nhận lại trong cái thời gian chúng ta sử dụng pin ha. Rồi, để xem coi nó có gì khác biệt không hết anh em. Rồi, battery status không XC0, pin đang mở khóa bình thường ha. Pin đang hoạt động bình thường ha. Rồi, xong rồi đó. Bây giờ mình bấm thử thêm cái lifetime reset này coi nó có gì khác biệt nữa không hết anh em. Mình nhận thấy thì nó cũng không có gì khác biệt nữa. Rồi, nó cũng chẳng có gì khác biệt hết nha anh em. Rồi ok anh em, thì đến đây ha, đến đây là coi như chúng ta đã hoàn thành cái việc mở khóa cho pin rồi ha anh em.
chúng ta gần như đã hoàn thành việc mở khóa và Biên Biên đã sáng đèn nguồn lên trở lại hết anh em. Biên Biên đã sáng đèn nguồn, đã kích hoạt lại và sử dụng bình thường rồi hết anh em. Đã xong rồi đó. Thì ở cái bước cuối cùng này anh em chỉ việc reset chip và seal nó lại ha anh em. Reset chip và seal lại ha. Đơn giản thôi chứ cũng không có gì hết. Đây thì mình sẽ thử đọc capacity và cái voltage á. Nhưng mà cái này á, nhà sản xuất bảo với mình là cái tính năng này nó chưa hoàn thiện nha anh em. Nó chỉ đọc để xem được thôi, chứ nó chưa có hoạt động nghe, nó chưa có ghi nhận cái giá trị chính xác. Thì anh em sẽ thấy nè, nó sẽ nhảy các giá trị nó rất là khó hiểu ha, nó nhảy những cái giá trị rất là khó hiểu luôn. Thì mình bấm thử cho anh em xem thôi ha, nó hiển thị không chính xác nha anh em. Thì hiện tại với cái phiên bản này á, thì nó chỉ hỗ trợ mở khóa, reset lỗi này kia để anh em thay cell này nọ ha, chứ nó chưa có ổn định trong cái việc để anh em độ pin ha, để thay đổi các giá trị về dung lượng điện áp này nọ ha anh em. Đó, thì mình muốn chia sẻ cho anh em gì đó. Thì tới đây coi như là xong rồi, pin chúng ta đã reset hoàn toàn tất cả các lỗi, đã xóa hoàn toàn tất cả các lỗi ha. Đây là pin mình đang sử dụng, là pin của Mavic Pro nha anh em. Pin Mavic Pro thì anh em phải tháo vỏ ha, để tìm cái điểm kết nối dây SCL-SDA ha. Phải tháo vỏ mới có những cái điểm kết nối nha anh em, chứ nó không có giống cái con những cái pin mà sử dụng chip BW9003 ha. Nó phải buộc phải tháo vỏ mới tìm được cái điểm kết nối ha anh em. Rồi, ok anh em. Thì nó đơn giản là vậy thôi. Xong rồi đó anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe nhé.